Xin chào các anh em. Như các anh em đã biết, chúng ta có Tuần Ngọc Lăng, Trần Lộc Quang và Cửa Biển Thanh Hư là ba cái khu vực nằm ở tận cùng của cái map Nham Li Quay. Nơi đây có ba cái bảo vật mà chúng ta có thể kiếm được bán vào trong cái tiệm đồ cổ để lấy được những cái phần thưởng rất là giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cái Tuần Ngọc Lăng đầu tiên nha. Thì đầu tiên bay từ trên cao, các em sẽ thấy một cái nham thần đồng và mình nhặt cái nham thần đồng đó. Và các anh em qua đây, chúng ta tiêu diệt cái bộ ba những con quái băng để chúng ta lấy được cái phần thưởng rương. Các em có thể dùng những cái hero hệ lôi, hệ hỏa thì nó sẽ tấn công dễ dàng hơn. Ok, sau khi mà hạ gục bộ ba thì chúng ta mở rương. Sau đây thì các anh em cúi xuống thì các anh em sẽ thấy chúng ta có một cái cột hệ nham. Nó đang bị phong ấn và xung quanh nó thì có những cái cây cột yêu cầu chúng ta phải dùng amber hệ hỏa bắn vào những cái cột đó để đốt cháy những cái cột lửa. Thì đứng ngay trên vị trí này chúng ta đã nhìn thấy có hai cây cột rồi. Chúng ta xoay một vòng xung quanh thì chúng ta không còn nhìn thấy một cây cột nào nữa. Như vậy là chúng ta có hai vị trí cây cột mà chúng ta chưa tìm thấy. Thì có một cây cột nó nằm ở dưới cùng, nằm ở ngay dưới hốc của cái ngay cái bệ cột nham đó các anh em. Các anh em cứ đứng từ trên đó, anh em nhảy xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy có một cái cây cột nằm ở ngay cái bệ này. Ok, như vậy là chúng ta sẽ chuyển qua Amber và chúng ta đốt cái cột này lên. Như vậy chúng ta vẫn còn một cái cột nữa các anh em. Thì rõ ràng là mình đi sơ qua, mình nhìn qua thì mình không tìm thấy cái cây cột đó. Thì để mà tìm thấy được cái cây cột đó thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái con tinh linh này. Nó dẫn đường, nó đi khám phá. Thông thường tại những cái bản đồ này, những con tinh linh luôn đi qua những cái khu vực trọng yếu, trọng điểm các anh em. Mà chúng ta chỉ cần đi theo những con tinh linh thì khả năng cao là chúng ta sẽ tìm thấy những cái cây cột đó. Và bây giờ mình cứ đi theo cái con tinh linh đó các anh em. Con tinh linh đó nó chạy tới đây và nó bay xuống dưới thấp. Khi nó bay xuống dưới thấp mình nhìn theo thì mình đã thấy một cái cột nằm bên cạnh. Cái cột nó bị gãy các anh em. Thì như vậy là mình bắn đốt được 4 bó đuốc thì nó đã mở ra cây cột hệ nham cho mình. Chuyển qua tướng chính đó để mình kích hoạt cái cây cột hệ nham. Lúc này nước đã bắt đầu rút xuống và chúng ta lộ ra một cái rương báu bí mật và kèm với lại một cái nham thần đồng các anh em. Một cái rương báu bí mật mà một cái nham thần đồng. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là mở cái rương báu bí mật và lấy cái nham thần đồng đó thôi. Ok, nhưng mà trước khi đó chúng ta sẽ đi dạo một vòng nha các anh em. Đi dạo một vòng, chúng ta xem coi có những cái phần thưởng, những cái rương nào ở xung quanh cái vùng đất Tuần Ngọc Lăng này mà chúng ta có thể đánh được hay không. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều những cái bãi quái đó, ôm rương đó, những cái con quái ôm rương mà chúng ta chỉ còn tới dùng những kỹ năng nhanh chóng tiêu diệt gọn bọn chúng để mà chúng ta lấy rương. Đa số là những con quái ôm rương này đều là rương cấp 2, được 30 điểm kinh nghiệm và rất là nhiều vàng cũng như là rất là nhiều vật để chúng ta có thể dùng để cường hóa thánh dị vật của chúng ta. Ok, bây giờ mình đi dạo một vòng nha các anh em. Đầu tiên mình hạ cái con quái đây. Đứng xa xa kia mình cũng nhìn thấy có một cái rương nữa các anh em. Và đứng trước mặt chúng ta có đến ba cái thằng băng này, nó khá là khó chịu. Nhất là các anh em nhìn thấy không? Mình đang đánh ở trong cái trời mưa. Mà đã là trời mưa mà chúng ta gặp băng là chúng ta sẽ gặp cái đóng băng ngay. Nên là các anh em cẩn thận đối với những cái con quái đóng băng này. Đối với là các con mập mà nó phun băng, các anh em có thể dùng amber, các anh em bắn vào sông lưng nó. Và thông thường từ trên cao nhìn xuống thì các anh em sẽ nhìn thấy được nhiều rương, nhiều bãi quái hơn. Nó sẽ khái quát hơn về cái bản đồ. Và bây giờ mình sẽ từ trên cao mình nhìn xuống thì mình thấy có một cái rương hiếm nha các anh em. Có một cái rương hiếm nó nằm ở ngay cái góc bên trái nè. Quá ngon luôn, mình sẽ tới đó mình mở xem coi cái rương hiếm này nó sẽ mở ra cái gì nha. Rương hiếm coi như là cái rương cao nhất ở trong cái game Genshin Impact này rồi. Wow, chúng ta mở ra được một cái món 4 sao luôn các anh em. Ly xương cuồng chiến, quá ngon. Và chúng ta nhảy xuống dưới đây, có một con robo, rõ ràng là lùa nó thôi. Thì robo thì các anh em quá đơn giản để các anh em hạ, tại vì nó khá là chậm chạp. Sử dụng đóng băng và lôi chúng ta có thể tấn công vào con robo. Thì các đòn đánh của con robot này cũng khá là đơn giản các anh em ạ. Đa số là cái đòn nhảy lên dặm rồi xoay vòng tròn thôi. Nhưng mà cái đòn xoay vòng tròn là cái đòn khó chịu nhất. Nếu như ở trong những cái góc hẹp như vậy là các anh em. Mà nếu mà chúng ta bị dí dậu, bị xoay có khi đôi khi chết luôn một nhân vật chính luôn á. Ok, như vậy là sơ bộ mình đi một vòng xung quanh và mình đã lấy được gần như là tất cả các rương. Chúng ta có một cái khiêu chiến nằm ở trong góc bên kia nữa. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta giải mã cái
bí mật cuối cùng của này bằng cách là mình chúng ta dụ những cái con tinh linh và chúng ta đẩy những con tinh linh nó về với lại cái vị trí và nó sẽ mở cái phong ấn này ra. Để mà kiếm được cái vị trí con tinh linh á thì cách dễ nhất là các anh em sử dụng con mắt nguyên tố nè các anh em. Mình dùng con mắt nguyên tố thì các anh em sẽ thấy có cái hướng và nó chỉ về mình cái hướng đó, là mình có thể kiếm được những cái con tinh linh đó nằm ở đâu đó. Và mình đi theo cái con mắt tinh linh đó đây, tới đây mình sẽ thấy được con tinh linh này và mình bắt đầu mình xua đuổi nó, mình đi theo nó, mình đuổi nó để mà nó quay trở lại và nó kích hoạt ra cái cây cột cho mình. Nhìn chung ba cái khu vực Tuần Ngọc Lăng, Trần Lật Quang và Cửa Biển Thanh Hư này, cả ba khu vực này nó cũng không quá khó để mà có thể đánh đố các anh em. Tuy nhiên mình muốn tâm sự chia sẻ cùng với lại tất cả các anh em về những cái mẹo cũng như là chúng ta cùng nhau đi khám phá xem những cái khu vực này nó thú vị như thế nào. Ok, và tiếp tục chúng ta bắt buộc phải khiêu chiến thôi các anh em à. Tại vì khi mà chúng ta khiêu chiến xong thì nó mới mở cánh cửa để chúng ta vào, chúng ta lùa cái con tinh linh đó cho chúng ta khiêu chiến. Thì cái yêu cầu của cái khiêu chiến này là chúng ta đánh bại 4 con slam ở trong cái khoảng thời gian là 1 phút các anh em. Quá đơn giản đối với những cái hero hệ lôi. Và có một cái rune cao cấp tặng chúng ta như là phần thưởng. Ok, hốt cái rune cao cấp và vào trong đó chúng ta lùa cái con tinh linh nè. Con tinh linh nó đã bay lên trên một cái phòng ẩn các anh em. Và bây giờ mình leo qua cửa sổ để mình vào trong cái phòng ẩn. Ok, một cái rune hiếm nữa tại cái phòng ẩn này, khá là ngon các anh em. Và chúng ta có ly xương cuồng chiến. Hồi nãy mình đã có một cái món cuồng chiến và bây giờ lại tiếp tục một món cuồng chiến nữa. Wow, có lẽ nào là nó mặc định sẽ ra cái bộ cuồng chiến tại cái Tuần Ngọc Lăng này hay không? Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình mở tiếp cái rương hiếm thứ ba để xem coi có phải là mặc định nó sẽ đưa chúng ta tới thêm một món cuồng chiến nữa hay không nha. Ok, ở tại cái vùng đất này các anh em nhìn thấy là trên bản đồ chúng ta có hai cái nham thần đồng nữa. Wow, rất nhiều nham thần đồng. Và hiện tại là mình không nhìn thấy con tinh linh nằm đâu cả các anh em à. Đối với lại những cái trường hợp mà chúng ta không tìm thấy con tinh linh nữa, không biết nó bay đường nào à các anh em à, thì chúng ta phải lên trên cao và chúng ta nhìn bao quát thôi. Còn tại vì mình bị say xe nên là mình không thể ngước lên cao mà mình say say mình nhìn được. Ok, và đứng từ trên cao mình đã thấy con tinh linh nó đã tự nhiên nó đã bay ra ngoài cái đây rồi. Và chúng ta chỉ cần lùa nó. Ok, chúng ta chỉ cần lùa nó tới là nó đã giải cái phong ấn cho chúng ta. Ok, và bây giờ chúng ta nhảy tới thôi. Mở cái rương hiếm nè, xem coi nó có ra món cuồng chiến tiếp theo không nha. Không ra cuồng chiến các em, ra một kho báu vô danh. Và chúng ta nhận thêm một cái nham thần đồng nữa. Đứng bao quát từ trên cao xuống thì mình đã thấy gần như là mình đã giải mã hoàn toàn rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn những cái rương thường, những cái rương nhỏ thôi. Ví dụ như những cái cây mà chúng ta phải bắn lên để tạo cái rương nhỏ thôi. Thì lúc sau này mình sẽ quay lại mình làm sau. Còn bây giờ mình sẽ tới với lại một cái nham thần đồng tiếp theo. Đó, nằm ở trên bản đồ. Mình sẽ bay tới đó mình xem kiểm tra xem. À, nó tới một cái lò, một cái pháo đài đã bị sạt lở các anh em. Nó giống một cái pháo đài bị sạt lở. Ok, và mình nhảy xuống nè. Nhảy xuống. Wow, và chúng ta đã có một cái nham thần đồng nữa. Như vậy là tại khu vực này chúng ta đã hút được ba cái nham thần đồng rồi. Và thường có những con quái nó nằm ở trong những cái pháo đài như vậy nè các anh em. Khi mình giết hết nó đi thì nó sẽ có những cái rương. Đây là quái hệ mộc các anh em. Hiện tại trong game ngoại trừ quái hệ mộc này ra thì chúng ta vẫn chưa có bất cứ một hero hay bất cứ một cái gì hệ mộc để chúng ta tương tác được. Có lẽ về sau này thì cái hệ mộc này nó sẽ nhiều hơn, sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà hiện tại thì nó chỉ có những con quái này mới là nằm ở hệ mộc mà thôi. Ok, bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.